ờ con có biết một vị sư đứng ra kêu gọi hùng phước tu bổ chùa trên facebook con và nhiều người khác cũng có xác minh là đúng và có hùng phước cúng dường nhưng mà sau một thời gian thì các bạn trong nhóm biết được rằng vị ấy sau khi đã quyên góp được một số tiền lớn đã sử dụng hết sau đó rời khỏi chùa đi nơi khác con được biết rằng trong giới luật tỳ kheo thì một vị sư không được đứng ra kêu gọi quyên góp như trong kinh tương ưng chương 42 tương ưng thông trưởng bài kinh châu báo trên đỉnh đầu. Vậy bây giờ con phải làm thế nào với những vị sư kêu gọi hùng phước do con biết là ở Việt Nam có nhiều vị sư tu hành tinh tấn ở các chùa nghèo nhưng mà không có thí chủ nào uy tín đứng ra kêu gọi đóng góp khi có những việc nguy cấp tôi cho con được hỏi thêm là con phải làm thế nào cho đúng vì nhiều khi con cũng nảy sinh tâm sân khi biết tài sản của mình đã cúng dường bố thí nhưng không được dùng đúng mục đích nó có cái khó như thế này cái lý do mà tại sao phật giáo nguyên thủy không phát triển rầm rộ. đương nhiên có rất nhiều lý do. Một trong những lý do nó là gì? chùa ít và chùa thường nằm ở xa và chùa thường là nhỏ. Ờ, quý vị biết là ở trung bình, trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nhất cả nước thường thì một quận chỉ có một ngôi chùa nam tông thôi, một quận thường chỉ có một cái thôi. Hãng hữu lắm thì mới một quận hai cái. Trong khi đó tất cả những cái tôn giáo khác, nha, luôn cả các hệ phái khác, có cả cả Sài Gòn này đó hình như tính bằng ngàn á mà trong khi đó mình chỉ có lẻ tẻ mấy ngón tay thôi ờ nó cũng là một trong số những nguyên nguyên nhân mà nó khiến cho phật giáo nguyên thủy khó phát triển do các ngài á các ngài có tàm úy và giữ đúng cái giới luật thành ra các ngài cũng không có kêu gọi theo cái kiểu là ai phát tâm tùy hỷ thì hùng phước cúng dường miếng đất rồi thì cứ vậy mà ở tới đó rồi ở thôi và các ngài ở vậy đó chứ cũng không có kêu gọi cúng xây chùa à, rồi ai phát tâm thì người ta xây mà quý vị hỏi đó, có rất nhiều những trường hợp cái kiểu mà con không khóc thì má đâu có cho bú không nói ai biết ngứa đầu gãi người ta thấy ông sư ở cái mảnh đất mà lụp sụp như vậy có khi người ta nghĩ cái hành đặc biệt của ổng nữa rồi người ta không có xây cất gì hết cái chuyện có chuyện bình thường à, và chính bởi vì như vậy mà phật giáo nguyên thủy hơn 100 năm rồi nó à, vẫn cứ như vậy thôi vài chỗ à, vài mà xin thưa là vài chỗ này á là từ cái hồi mà các ngài á, các ngài mới khai hoang đem phật giáo về việt nam xây lên cho tới bây giờ không phát triển thêm có phát triển thêm thì cũng lẻ tẻ vài vài chỗ đếm cái đầu ngón tay cái vấn đề nằm ở chỗ đó ờ, thành ra khó phát triển được thành ra bây giờ mà quý vị nói một vị sư thì đúng là không có nên kêu gọi hùng phước thì đúng á nhưng mà chính bởi vì như vậy mà cho nên nó cái gì nó cũng có hai mặt cái gì nó cũng có hai mặt nói để quý vị hiểu chứ không phải sự biện minh bởi vì sư cũng không có kêu gọi gì rồi um, cụ thể là cách đây vài năm rồi khi mà xây chùa uh, chùa nam tông này, đang đập sửa xây dựng À, ngay cả không có cho kêu gọi bất kỳ một thông tin gì ở trên mạng, không có cho kêu gọi, mà các ông sư cũng không được nói với Phật tử à, là chùa đang xây. Tại sao? Bởi vì không muốn làm phiền cư sĩ. Nếu như mà Phật tử có lòng họ thấy chùa đập ra xây họ biết rồi họ thấy rồi họ thấy rồi thì tự nhiên họ cúng giường thôi rồi nếu như mà họ thấy um, chùa sập sệ uh, có cái nguy cơ đổ vỡ ví dụ như uh, phòng ốc chánh điện mà nó nứt nẻ đấy thì uh, tự nhiên là cư sĩ họ nếu mà thật sự họ có lòng thì họ uh, sẽ đóng góp thôi chứ còn đó là ý của sư cả chứ còn mình không có nên kêu gọi làm phiền người ta, rồi lỡ á, mà mình kêu á, rồi cái người mà họ không lỡ cái lúc mà họ kẹt là họ không có tiền rồi làm sao? Có phải họ ngại gặp mình không? Ờ, đấy, ừ, thành ra là sự quán triệt cái tư duy đó, ừ, thành ra là mấy cái vụ mà xây dựng này nọ kia thì không có kêu gọi gì hết và chính cũng bởi cũng bởi vì như vậy đó cho nên là rất khó phát triển bởi vì như sư nói ngay từ đầu có đôi khi thì con không khóc thì má đâu có biết đường cho bú đấy còn cái chuyện mà một vị mà sau khi nhận cái 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 tiền mà lẻ ra dùng để xây chùa mà họ làm cho cái vấn chuyện khác á thì đó là cái ác nghiệp của vị đó ác nghiệp của vị đó à, và tại vì khi mà quý vị nói cái này, chuyện này đó sư cũng không biết là vì nào chứ còn nếu như sư biết thì uh, có làm tăng sự gì thì sư cạch mặt vị này ra tại vì gì um, biết mà uh, tham vào công quỷ thì uh, cũng không còn đi kheo nữa. Uh, thành ra nó có rất nhiều cái điều kiện khó ở Việt Nam ở Miến ở Miến hoặc là những những cái xứ quốc giáo đơn giản lắm ví dụ ở Miến uh, chùa rất là nhiều chùa ở Miến rất là nhiều nhiều đến cái mức mà người ta cũng hạn chế xây thêm chứ không có như Việt Nam mình chỉ uh, đang nói chùa Nam Tông nha uh, hơn nữa ở Miến mà một vị nào đó muốn xây chùa là cư sĩ họ đứng ra Sửa chùa cũng là cư sĩ họ đứng ra Tiền toàn bộ họ nắm à, Vị sư thì chỉ đơn giản là nói là Những cái hạng mục nào cần thiết hết rồi Còn cái chuyện mà tiền bạc vì nó không dính dáng vô Chuyện xây dựng thợ thầy như thế nào vì nó không dính dáng vô Nó rất là khỏe quý biết không à, Còn ở Việt Nam từng có một ngôi chùa cái kiểu mà để cũng cái kiểu mà giữ giới như vậy đó, à, rồi để cư sĩ họ họ đứng ra một cái anh thầu anh đứng ra anh giữ tiền ấy, rồi xong rồi lặng luôn. Cục trước đó là cái người cư sĩ rất là thuần thành, mà như Đức Phật nói ở trong Trung Bộ Kinh đó là gì? Một người hiền thiện ta chưa nói là hiền thiện đâu. Khi nào họ gặp cái uh, cám dỗ, họ gặp thử thách. Ấy mà họ vẫn giữ được chúng ta mới gọi đó là hiền thiện ừ. ờ, trước đó vị này vẫn là một vị cư sĩ rất là thuần thành ờ, nhưng mà tiền nhiều quá cám dỗ rồi nó biến chất đấy hoặc họ có khó khăn gì thì biến chất mà cũng trong giới luật tỳ kheo báo cho quý vị biết một tin không biết tin vui tin buồn trong những cái vụ mà bị giật tiền đó, đó tạm gọi theo cái kiểu mà Ờ, đời là cái kiểu mà bị giật như vậy đó vị tỳ kheo không đi kiện cáo không đi đòi không đi thưa đúng luật này. người ta có người ta có giật tiền mà cũng không đi thưa người ta luật tỳ kheo là như vậy đó cho nên có lần ngày bụi chánh ngày thấy có người người ta nại người ta nại cái thùng tam bảo để lấy tiền không có cản tại vì luật nó cản ờ, nói đâu xa cái hôm đó, cái hôm mà uh, đang sửa chùa đang sửa chùa chính cặp mắt sư thấy chính cặp mắt sư thấy một người đi vào chùa môi tiền trong thùng tam bảo và nói với quý vị đó Tu thì tu chứ họ sẽ thấy cái máu cái máu nó chạy trong người máu nó so sục sục trong người nhưng mà mình biết là mình không phải kiểm soát sư mới đem họ vẫn đang rút vẫn đang rút tiền vẫn đang rút tiền họ nghĩ là mình không biết à, sư mới báo sư cả sư cả chỉ nói nhẹ nhàng đi ra kêu nó đó đi đi thấy hết rồi ở ở đó hồi là uh, mấy cái chú uh, công công nhân họ thấy họ nóng họ đánh chết cái kiểu như vậy đó quý vị à cái kiểu như vậy đó quý vị à thành thử um, có rất nhiều vấn đề mà nếu như mà mình giữ theo, theo luật á um, thì tùy kheo Đúng nghĩa vô sản Không làm gì hết trơn Không làm cái hết trơn Quý vị muốn có chùa Tự vị đứng ra xây ha? Không có chùa Tự đứng ra xây Muốn sửa chùa Tự đứng ra xây Tiền nông Minh bạch Quý vị có phước Tham ô, ô Quý vị chịu nghiệp Không dính dáng gì với ông sư Trong một lần uh, Trong một lần Một cái cô cư sĩ Cô hỏi sư Sư ơi Tại vì lúc đầu Sư cũng tính Cái chuyện giữ giới tức là sư không có đụng gì tới ba cái chuyện tiền bạc thì uh, có cô cư sĩ cô nói cô nói sư tại vì trong cái thời điểm đó thì uh, gặp ai sư giao đó thôi nó thẳng vậy đó không có không có nam thì sư giao đại cô nữ chứ không có dính dáng gì tới bà này bà này bà mới nhắn bà hỏi sư ơi sư mới uh, nếu con nhận tiền như vậy rồi lỡ con con lấy con xài là làm sao? thì kế sư mới nói như thế này. Um, thứ nhất uh, um, sư không coi đó là tiền của sư, sư không coi đó là tiền của sư. cách thứ hai là cô xài thì cô xài nhưng mà cô nhắm cô tiêu hóa được hay không thì đó là chuyện của cô. nghiệp nếu mà cô giữ mà cô um, minh bạch á thì đó là phước của cô còn cô có tham ô trong đó thì đó là cái ác nghiệp của cô không dính dáng tư sư à. uh, thì nói để cho quý vị thấy có rất nhiều những vấn đề nó sẽ nó nó như vậy rồi đó là chưa kể có một chuyện có những chuyện như thế này um, cái người um, cái người cư sĩ có người đó có người đó họ uhm. họ à, đặt vấn đề có hai loại một là đặt vấn đề thẳng hai là làm âm thầm đương nhiên có những người trong sạch nữa à, đặt vấn đề thẳng là như thế này cái chùa này hoặc là cái chánh điện, cái cổng này. Nói chung là cái cái món này nè. Xây um, khoảng 1 tỷ, 1 tỷ ví dụ như vậy. Bây giờ con sẽ kêu gọi cho chùa. cư sĩ ấy, họ đặt vấn đề, con sẽ kêu gọi cho chùa. Miễn làm sao xây xong cái này thôi. Miễn sao có 1 tỷ đó mà xây cái này thôi. Nếu như mà đội vật giá lên thì con cũng lo luôn. Nhưng mà xây xong cái này thôi. Còn còn lại thì chùa không cần biết. Tức là nếu như mà họ kêu được 2 tỷ, kêu được 3 tỷ, kêu được 10 tỷ thì họ cũng chỉ xây cho chùa 1 tỷ đó thôi. Còn lại thì chùa không cần biết. Có có người đặt vấn đề thẳng như vậy. Rồi có người thì họ không đặt vấn đề thẳng nhưng mà họ chỉ kêu gọi uh, nhưng mà tiền họ giao nhưng mà họ giao bao nhiêu phần trăm trong cái số tiền họ kêu gọi được mình không biết cái người đó cũng có và có rất là nhiều rất tích cực kêu gọi hùng phước nhưng mà ờ, uh, rồi uh, đương nhiên trong số đó cũng vẫn có những người trong sạch chứ xưa không phải nó không có uh, để mà công gì nói là tại sao một con trong sạch mà xưa nói còn vậy vẫn có những người trong sạch nhưng mà sư báo đây quý vị biết là ngay cả những người cư sĩ mà kêu gọi cũng có những người như vậy đó. Rồi quý vị nghĩ với cái tình hình như vậy đó. Thì ông sư đứng ra nó chắc cứu hơn hay cư sĩ đứng ra chắc cứu hơn. Rồi trong một lần. Uh, cũng cái kiểu mà cần một người nắm cái quỹ nắm đứng tên thôi đứng tên nắm cái quỹ một cái quỹ để mà người ta gửi vào để in tâm tạng Bali Việt ấy. thì nó phải có một cái tài khoản đúng không phải có một cái tài khoản ở Việt Nam sư mở một cái tài khoản ở Việt Nam và sư vì trách nhiệm sẽ đứng tên cái số tài khoản đó sự hoàn toàn minh bạch toàn bộ toàn bộ thu chi toàn bộ thu chi à, người ta gửi vào như thế nào và cần chia ra người này người kia toàn bộ cái 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 nói chung là toàn bộ cái lock trong cái giao dịch đó. trong cái tài khoản đó. đó. sự public hết công khai hết ai muốn coi có bất cứ ai muốn coi thì coi tức là sự hoàn toàn công sạch trong vấn đề này nghĩa là trong cái chuyện này ấy, sư chỉ làm đúng mỗi một chuyện thứ nhất đứng tên thứ hai là dùng cái tên của mình ấy để uh, sao kê tài khoản hết tức là chỉ có trách nhiệm không có quyền lợi gì ở đây hết trơn ờ, nhưng mà rồi thì vẫn có người nọ người kia vẫn có người nọ người kia để rồi um, uh, giờ thì sư không có không, không còn đứng tên cái tài khoản đó nữa ờ, nói để quý vị thấy đó. Ờ, tại sao rất nhiều người họ khoái làm từ thiện cái kiểu kêu gọi nhưng mà bây giờ mà kêu họ mà sao kê tài khoản public cái 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 thống kê ra thì họ dễ đành đặt là họ nói là thôi bây giờ tôi không làm từ thiện nữa tôi không kêu gọi nữa tôi không nhận cái này cái kia nữa nếu như họ trong sạch thì họ không cần cái đó nhưng cái vấn đề là thời nay người trong sạch rất là khó sống gì biết không người trong sạch rất là khó tồn tại quý vị biết không sư mở một tài khoản riêng không dính dáng gì tới mình chỉ đứng tên và chịu trách nhiệm trong sạch cái tài khoản đó cái vấn đề không nằm ở ngày tránh thân ờ, ngày ngày cái này sư làm là để một phần sẽ giúp cũng giúp cho ngày chính thân nhưng mà có một số người họ nói ra nói vào họ tác động như thế nào đó để mà sư sư phải gọi chính Thân nó có nói bạch ngài con rất là phiền mà bây giờ nếu như nếu như mà con tiếp tục con giúp cho ngài là con phải bị con bị đuổi ra khỏi chùa tới cái mức độ như vậy ngài chính thân nói thôi được rồi để để tôi nhờ người khác ừ, trong chuyện này mấy mấy ông sư thì đảm bảo trong sạch được tài khoản đương nhiên cũng có người này người kia nhưng ít nhất á, một ông sư á, ông nếu mà ông thực sự ông ngon lành ông trong sạch được tài khoản tại vì ông dướng cái giới ông dướng cái giới ừ, uhm, quý vị nghĩ đi bây giờ cái trong cái chuyện này trong những cái chuyện kêu gọi như vậy một ông sư Ổng nắm tài khoản và ông trong sạch minh bạch được tài khoản á, thì nó tốt hơn hay một cư sĩ nắm thì nó tốt hơn rồi nắm trong tay người nào nó tốt hơn thì tự quý vị nghĩ ha uhm... để vì thấy là trong cái chuyện này nó nó có hai mặt cái gì cũng có hai mặt hết trơn cái gì cũng có hai mặt hết. cái quan trọng là vì đó có trong sạch hay không có trong sạch hay không mà xưa nói từ giờ trở đi từ giờ trở đi ai kêu gọi cái gì mà tài cái tài khoản kêu gọi đó, đó mà họ có thể sao kê public được toàn bộ thu chi của cái số tài khoản đó thì quý vị gửi vô còn không làm được chuyện đó thì thôi mình kiếm chỗ khác làm đơn giản vậy thôi chứ còn bây giờ ba cái chuyện xây chùa cất chùa sẽ nhức đầu à, ba cái chuyện kêu gọi sẽ rồi. cũng nhức đầu ừ. tại vì như sư nói rồi thời buổi bây giờ cái người trong sạch đó, khó sống khó tồn tại tại vì cái chuyện mình trong sạch ảnh hưởng tới người ta Hả?